các bạn cùng đến với sân vận động trường tiểu học Tiên Lộc trong trường ngày hôm nay 26/3/2024 để chứng kiến các đoàn viên thanh niên nữ của chúng tôi trong môn bóng đá nữ. Và trước mặt các bạn là hai đội bóng đá nữ với hai màu trang phục rất đặc biệt, đó là đội xanh và đội hồng. Ai có vũ cho đội xanh ra tay. Đội xanh cố lên nào, 2, 3. Đội xanh cố lên. Ai có vũ cho đội hồng ra tay. Vâng, thủ môn của chúng tôi là Đặng Thu Huyền, rất nhanh nhẹn, đã ôm gọn trái bóng và ném lên. Đội hồng thu hạ có bóng. Vâng, Hồng Ngọc đã tranh được bóng vào. Bóng đã đi hết đường biên. Thủ môn Đặng Thị Thu Huyền sẽ phát bóng lên. Bóng đã được phát lên và ai sẽ lấy được bóng. Thủ môn của đội áo hồng là cô Dương Bình. Dương Bình rất khỏe, ném trái bóng vượt qua đường biên dọc ra ngoài, đường biên ngang. Đó là cô Hồng Sen sẽ làm công việc đó là đá biên. Hồng Sen đá biên. Chiếc khóa phạt cho đội áo xanh. Áo xanh được bóng quả đá phạt góc. Ai có Sen. Sen đã ra chân sút nhưng mà rất tiếc, bóng đã đi ra khỏi đường biên dọc. Và cô Dương Bình sẽ ném bóng lên. Cô Dương Bình của chúng tôi rất có năng khiếu trong môn bóng đá, đặc biệt là với vị trí của thủ môn. Thúy đã chạm bóng để bóng ra khỏi đường biên và đội áo xanh sẽ tiếp tục tưởng ứng và đá biên. Cô Hương Sen sẽ đứng trước trái bóng để thúc biên. Và các cô đã phối hợp mà che chắn và kèm người rất sát. Không biết là pha đá biên của cô Sen quá. Vâng. Đi bạn đợi coi, bạn đợi coi. Chưa hiểu luật kia luật. Cứ nhắc nhở đi. Con cứ đợi coi của trọng tài. Alo. Con đợi bác này. Alo. Alo. Không phải đợi coi. Con này. Con mấy cái mắc vào này. Đặt thứ này kia cho bạn nó. Ok. Đánh lên đây. Vâng, trọng tài đã yêu cầu cô Sen thực hiện lại quả đá biên. Cô Dương Bình đã ôm quan trái bóng trong tay và đá bóng phát bóng lên. Ái chà, và rất căng. Chạm tay và để bóng chạm tay. Số 9 của đội áo xanh đã để bóng chạm tay nên áo hồng sẽ được hưởng quả đá phạt ngay giữa sân. Đội áo xanh đã nhanh chóng trở về sân nhà để phòng thủ. Vâng, cô Đỗ Quyên sút. Ôi, rất tiếc, trái bóng đi thẳng đường gôn. Vâng, quý vị và các bạn đang xem một trận bóng vô cùng hấp dẫn và tại sân vào trường tiểu học Tiên Lộc. Vâng, cô Dương Đình đã giơ chân đá một quả bóng vượt đường biên ngang ra ngoài. Đội áo xanh sẽ được quyền đá biên. Ai sẽ thực hiện quả đá biên này? Hồng Ngọc đã đứng trước bóng. Hồng Ngọc sẽ đá biên. Sút. Vâng, bóng đã đi thẳng lên cầu. Cô Đỗ Quyên đã phá bóng. Cô Quyên nào mà nhận
rất tiếc sau một pha đổ người của cô Thu Hiền, nhưng mà trái bóng thì đã chạm tay cô Hiền khi mà vừa cắn mạnh, cho nên là trọng tài đã quyết định chờ đợi áo hồng được hưởng bàn thắng là 1-0. Thế là đội áo xanh sẽ được quyền ra phát bóng. Sút đội áo xanh đã được hưởng rồi đó, gần vòng cấm. Ai thi thủ của Đông Phương đây? Vâng, đội áo hồng đã phạm lỗi chậm để bóng chậm tay là cô những đội áo xanh đang chuẩn bị thực hiện quả đá phạt ngay trước khung thành của đội áo hồng. Đội áo xanh sẽ tiếp tục hưởng đá biên. Đứng trước cái bóng là cô Lưu Xen. Và đội áo xanh sẽ phối hợp để cùng thực hiện quả đá biên này xem có thành công không. Và cô Biên đã phá bóng ra ngoài, tiếp tục chịu một quả đá biên tiếp theo. Vẫn là cô Xen. Đội áo xanh đã dàn cầu thủ trước khung thành của đội áo hồng để cố gắng tìm được bàn thắng. Vẫn là phạt đá biển, vẫn là được hưởng quả đá biển. Vâng, cô Xen vẫn tiếp tục thực hiện. Vâng, đây con này, nhận này, nhất. Ôi, vâng, tiếc quá. Cô nụ đã rất nhiều lần chạm chân vào bóng nhưng mà vẫn rất tiếc là bàn thắng vẫn chưa được ghi cho đội áo xanh. Đội áo xanh. Bóng đã được đưa quay lại sân. Các con lên trên vẫn nói được mà. Cô Bình tiếp tục phát bóng lên. Vâng, bóng đã đi dọc theo đường biên và ra ngoài. Đội áo hồng này được phát bóng lên. Nhật lại đi. Biên à? À không, đội áo hồng đã được. Vâng. Hội ý bằng đội áo hồng đã đưa ra chiến thuật là xin hội ý. Khi mà đội áo hồng đã tạm dẫn đội áo xanh với tỷ số là 1-0 thì huấn luyện viên của đội áo hồng đã đưa ra tín hiệu cho trọng tài là xin được hội ý, và đội áo hồng đã hai đội đã quay ra với huấn luyện viên của mình. Chúng tôi quan sát thì đội áo xanh với hai huấn luyện viên đó là Vũ Trọng Lục và Nguyễn Hùng Mạnh. Đội áo hồng với huấn luyện viên là Trần Thiếu. Tỷ số là 1-0 chưa nói lên điều gì. Trận bóng vẫn còn thời gian rất dài nên các cầu thủ của đội áo xanh cứ bình tĩnh, chúng ta cố gắng tận dụng thời cơ. Đội áo xanh đã có rất nhiều những cơ hội, tuy nhiên là vẫn chưa ghi được bàn thắng. Một pha hất bóng ngược của cô Hương tí nữa thì ghi bàn thắng. Cô Huyền đã nhanh chóng đưa bóng quay trở lại sân. Cô Thúy không chế bóng không thành công, đã để bóng đi hết đường biên. Và đội áo xanh tiếp tục được hưởng quả đá biên. Đứng trước bóng lại là cô Xen. Vâng, cô Xen với cái dáng người rất là cao. Vào không? Vâng, cô Bình đã lăn bộ vào trong khi tiền đạo của đội áo xanh đã nhanh chóng áp sát nhưng mà không kịp vì cô Bình đã nhanh chóng ôm quản trái bóng. Cô Ngọc đã đánh đầu bóng ra ngoài sân và đội hồng tiếp tục được hưởng quả đá biên. Đứng trước bóng là cô Thu Hà. Cô Thu Hà sẽ đá biên. Đội áo xanh đã nhanh chóng quay trở về phía cầu gôn của mình để
kèm người. Vâng. Vâng, cô Ngọc đã dùng bụng để cắn chở trái bóng của đội áo hồng. Cô Hoa, cô Hoa đang có bóng, cô Hoa đưa bóng. Vâng, cô Hoa, đội áo hồng đang có cơ hội. Vâng, cô Hà đang khống chế được trái bóng. Vâng, không thành công. Vâng, áo xanh đã nhanh chóng quay về để cản phá cô Hà. Và cuối cùng thì bóng đã đi ra ngoài sân, áo hồng được gỡ qua đá biên. Cô Hà vẫn tiếp tục đá biên. Hai đội với hai cầu thủ cao 1m78. Vâng, áo xanh. Còn lại là áo xanh. Vâng, áo xanh cô Hoa. Ôi chân chân đưa. Ôi ơi. Áo xanh lại xuống bóng đặt khỏe cầu gôn. Rất nhiều cơ hội của đội áo xanh, tuy nhiên vẫn chưa thành công. Ai? Cô Bình lại tiếp tục được phát bóng lên, ném bóng lên. Hết giờ. Vâng. Thời gian 15 phút của hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Tỷ số tạm thời nghiêng về đội áo hồng 1-0. Vâng. Thời gian của đội của trận đấu còn hiệp 2, và các cô sẽ tiếp tục quay trở lại sân với tinh thần hưng phấn hơn ở hiệp thứ nhất. Đội áo xanh thì rất quyết tâm để ghi bàn thắng, còn đội áo hồng thì sẽ quyết tâm để giữ nguyên bàn thắng của mình.